Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn. Và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Nếu thấy thông tin này hữu ích cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn, cũng như một kênh phụ là Thương Nhớ Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, ở bên Mỹ thì tối năm nay sẽ là đánh dấu một bước ngoặt, bước sang năm 2022. Và tối nay là có nhiều nơi countdown, tổ chức tiệc tùng và các ca sĩ đã có những cái chương trình show đầy dẫy hết cả khắp miền Trung Nam Bắc của nước Mỹ này. Vâng, họ tổ chức countdown chắc cũng có thể là bắn pháo bông tối nay tại của thành phố mình đang ở, tại vì chỗ này chính là thủ phủ của California, thành phố Sacramento. Và ở bên Việt Nam thì chắc đã là vào ngày hiện bây giờ thì mình tính ra thì bây giờ 5 giờ có nghĩa là 8 giờ sáng ở bên Việt Nam rồi. 8 giờ sáng bên Việt Nam thì các bạn bắt đầu một ngày mới ha. Chúc các bạn nhiều năng lượng cho năm 2022 và dập tan đi cái con dịch giặc này để mọi người chúng ta trở về một cuộc sống bình thường như ngày nào không các bạn nha. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đưa tin về thực hư cái thông tin mà mộ của nữ nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ bị đập phá, đào bới này kia nọ, kiếm này kia nọ rồi, và chúng ta sẽ chia sẻ thêm cái giải mai vàng, sắp xếp cái bảng mà mai vàng thứ tự như thế nào. Vâng, thì đầu tiên thì mình xin được chia sẻ với lại tất cả quý vị là cái thông tin do một cái tờ báo chính thống ở Việt Nam nói rằng là thực hư thông tin mộ của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ bị đập phá, đào bới. Vâng, tại vì có một vài YouTuber họ đăng tin như vậy, họ làm cho nhiều người rất là hoang mang và mình không hiểu như thế nào nữa. Đã người đã khuất rồi, chúng ta nên tôn trọng chứ chúng ta không nên kiếm tiền bằng những cái tin giật tích như vậy. Nó làm cho nhiều người rất là hoang mang và làm tổn thương cho gia đình của cố nghệ sĩ nữa, phải không các bạn? Vâng, thưa quý vị, trao đổi với báo Thanh Niên, nghệ sĩ Thanh Điền phủ nhận một phần của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ bị đập phá, đào bới. Ông cũng bức xúc trước việc có một số kênh YouTube đăng tin sai sự thật. Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ qua đời hôm 23 tháng 12 và linh cữu của bà vừa được an táng tại nghĩa trang Khoa Viên Bình Dương. Khi sự việc vẫn đang khiến nhiều đồng nghiệp khán giả đau buồn, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin liên quan đến một phần của giọng ca cải lương Đình Đám gây hoang mang. Cụ thể, một kênh YouTube đăng tải clip với nhan đề "Sự thật đã rõ, mộ nghệ sĩ Thanh Kim Huệ bị bới phá tứ tung sau 3 ngày, nhân chứng trong clip" đã khiến khán giả không khỏi lo lắng. Liên hệ với nghệ sĩ Thanh Điền, ông khẳng định thông tin mộ của vợ ông bị phá tứ tung là một thông tin sai sự thật. Ông nói không có đâu, trên đó người ta quản lý kỹ lắm, đương nhiên cũng sẽ có trường hợp cát bay hay gà bới để ăn đậu phụng, người ta làm liền chứ không có ai phá đâu. Ông không hài lòng khi một số người dùng tên tuổi của vợ quá cố của ông để câu view vì tiền mà họ bất chấp. Nói về tình hình sức khỏe, nghệ sĩ Thanh Điền cho biết, mỗi đêm khi ngủ một mình, ký ức của Huệ hiện về từng chi tiết một, có điều đó cũng vui. Giúp tôi được sống lại những hình ảnh bên Huệ. Tôi thấy ấm áp. Sự ra đi của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ là một sự mất mát lớn đối với Thanh Điền. Nhưng bản thân ông cũng thấy ấm lòng khi được các đồng nghiệp như Bạch Tuyết, Lệ Thủy lẫn khán giả động viên và an ủi từng ngày. Tôi còn bạn bè, anh em và còn gia đình. Tôi còn nhiệm vụ đối với khán giả nữa, vì khán giả đâu muốn tôi mất. Biết bao nhiêu người nhắn tin động viên, khuyên tôi đủ thứ, để đến mức mà tôi đọc còn không kịp tất cả các tin nhắn. Tôi cảm ơn mọi người, ai cũng lo cho tôi, ai cũng thương Huệ và thương luôn tôi. Cuộc đời của Huệ không có một tì vết, luôn được mọi người yêu thương. Ông Thanh Điền đã chia sẻ như thế. Thanh Điền nói thêm, từ khi vợ qua đời, nhiều YouTube đăng tải thông tin sai sự thật
để câu view. Điều đó khiến ông rất là buồn và đau lòng. Không riêng gì nghệ sĩ Thanh Điền, mà nhiều khán giả biết chuyện mộ của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ bị đập phá đào bới là thông tin sai sự thật, đều tỏ ra bức xúc. Một tài khoản bình luận, nhiều kênh YouTube chỉ để câu view kiếm tiền mà bất chấp, giật tít đưa những nội dung sai sự thật. Nhiều người bây giờ sẵn sàng vì đồng tiền mà đưa tin không đúng sự thật, mục đích chỉ câu view, người khác xem mà thôi. Cùng thời điểm này, nghệ sĩ Thanh Điền đăng tải hình ảnh mộ phần của bà xã trên trang cá nhân, kèm theo dòng chia sẻ xúc động. Thăm em, xa mặt chứ không xa cách lòng. Trước đó ông chia sẻ lại khoảng cách gục bên quan tài vợ và viết: duyên đến bên nhau thì chỉ có một lần. Ông nói thêm về ra đi mãi mãi, đó là sự mất mát lớn nhất, không gì bù đắp được. Những ngày qua, gia đình chúng tôi đã nhận được muôn vàn tình cảm, sự quan tâm, chia buồn của tất cả mọi người. Đó là nguồn động viên, sức mạnh, tinh thần to lớn để chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cũng như chúng ta đều biết đó, thì có một số YouTuber đã đưa những cái tin sai sự thật như thế này. Và lâu lâu thì có một nghệ sĩ đăng đàn bị qua đời, bị tai nạn, bị ung thư, đủ thứ hết. Cũng như gần đây khi mà nghệ sĩ Kim Tử Long vừa bước xuống xe để đi vào thăm viếng cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ lần cuối tại Tư Gia, thì rất là nhiều thu YouTuber bu lại quay. Thì đến nỗi mà thì các bạn biết tại sao mà Kim Tử Long bức xúc không? Vì cách đây vài ngày có một YouTuber đã đưa tin rằng Kim Tử Long đã qua đời. Cho nên Kim Tử Long lúc đó mới nói với tất cả YouTuber rằng là có quay thì quay, nhưng mà YouTuber đã làm cho tôi rất là bức xúc. Tại sao? Tại vì các YouTuber đã đưa tin cho Kim Tử Long qua đời, làm tổn thương cho không phải chính người trong cuộc và luôn cả tất cả những khán giả, và gây hoang mang cho gia đình người ta cũng như tất cả khán giả đó đây xa gần. Và ngay lúc đó vừa nói xong á, khi mà Kim Tử Long mà vừa nói như vậy thì tất cả YouTuber đó: dạ em không có, không phải em, nhưng mà không biết người nào. Vâng, và sau đây là theo tờ báo Người Lao Động, bảng xếp hạng kết quả tạm thời sau 21 ngày bầu chọn giải Mai Vàng. Ca sĩ nhạc nhẹ Sơn Tùng MTP ca khúc Muộn Rồi Mà Sao Còn, sáng tác của Sơn Tùng MTP. Mỹ Tâm ca khúc Hào Hoang, sáng tác của Khắc Hưng. Nưu Phước Thịnh ca khúc Cơn Mơ Băng Giá, sáng tác của Lê Thành Trung. Vũ Cát Tường ca khúc Tìm Hành Tinh Khác, sáng tác của chính Vũ Cát Tường. Phùng Khánh Linh ca khúc Nhìn Em Mà Xem, sáng tác cũng chính Phùng Khánh Linh. Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca Phi Nhung ca khúc Bậu Ơi Đừng Khóc, sáng tác của Hamlet Trương. Cẩm Ly ca khúc Mười Thương Miền Tây, sáng tác Hữu Minh. Tổ Mi ca khúc Bậu Về Nơi Đâu, sáng tác Phạm Hồng Biện. Ca khúc Bậu Ơi Đừng Khóc, sáng tác của Hamlet Trương. Yêu Là Cưới, sáng tác Sid Knight. Màu Áo Anh Hùng, sáng tác của Vicky Nhung. Người Là Thoáng Qua, sáng tác Đinh Tùng Huy. MV video ca nhạc Chim Quý Trong Lòng, đạo diễn Đặng Văn Thắng. Trần Duy Long trình bày KICM, Văn Mai Hương và Lê Bóng. Muộn Rồi Sao Còn, đạo diễn Jason, trình bày Sơn Tùng MTP. Rừng, đạo diễn Y Thanh Nguyễn, trình bày nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, Vũ Cát Tường. You Know Big Boy, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. Diễn viên sân khấu truyền hình Võ Minh Lâm, vai vua Rim, vợ nàng Seda. Khả Như, vai Minh Anh, vợ Lò Vọ Thiếu Lâm. Thoại Mỹ, vai Thạch Nương, vợ Sang Hà Xã Tắc. Tầm Tầm, vai Thái Bình Công Chúa trong vở Khát Vọng Phương Quyền. Diễn viên hài Lâm Vĩ Dạ, vai Robot. Chương trình Táo Quân 2021, VTV. Hồng Trang, vai Tí, vợ Mong Ước Đêm Trắng.
vở diễn sân khấu truyền hình Nàng Sida, đạo diễn Hoa Hạ, Đoàn Cải Lương mới Đại Việt. Lời Nguyên Phù Thủy, đạo diễn Vũ Minh, sân khấu IDECAF. Bạch Hải Đường, đạo diễn Ái Như, sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh. Nam diễn viên điện ảnh truyền hình Ngô Kiến Huy, vai Hoàng, và Jessica Hoàng Anh, vai Em Là Của Anh. Mạnh Trường, vai Hoàng Long, phim Hương Vị Tinh Thần. Võ Thành Tâm, vai Hiền, phim Lật Mặt 48 giờ. Cao Minh Đạt, vai Tấn Đăng, trong phim Trong Vòng Xoay Tội Ác. Nữ diễn viên điện ảnh truyền hình Thúy Ngân, vai Châu, phim Cây Táo Nở Hoa. Phương Hoành, vai Nam, phim Hương Vị Tình Thân. Ốc Thanh Vân, vai Nga, phim Lật Mặt 48 giờ. Lê Phương, vai Thương, phim Thương Con Cá Sâu Động. Bộ phim Cây Táo Nở Hoa, đạo diễn Võ Thạch Thảo, bố già đạo diễn Trấn Thành và Vũ Ngọc Đăng. Hương Vị Tình Nhân, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thanh Dũng. Hướng Dương Ngược Nắng, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Trường Khoa. Thương Con Cá Sâu Động, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường. Người dẫn chương trình MC Ngô Kiến Huy, chương trình 100 triệu 1 phút VTV3. Lại Văn Sâm, chương trình Kiếp Vui Vẻ VTV3. Trấn Thành, chương trình Rap Việt STV2. Nguyên Khang, chương trình Người Hát Tình Ca truyền hình Vĩnh Long. Chương trình trên các nền tảng show và truyền hình Cơ Hội Đổi Đời, HTV7, Siêu Trí Tuệ Việt Nam, HTV2, Dấu Ấn Huyền Thoại, HTV7. Vâng, kính thưa quý vị, đó là tất cả những cái danh sách mà bảng xếp hạng tạm thời sau 21 ngày bầu chọn của giải Mây Vàng, và tin tức về một của cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Kính mong cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, và sang năm mới nhiều thành tựu và gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp cũng giống như con đường học vấn của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.